Estin 034, AV Super, Magnum 034, 1990 tháng 7, 61,5 cm khối, là 61,5 cc, trọng lượng khô 5,4 kg. Con này khai thác chuyên nghiệp, khai thác keo rồi, bình xăng trong còn thấy xăng, tem bình xăng tem vàng. Đây, bình xăng con Yamaha băng đây ở trong, máy móc bao riêng. Còn ai muốn coi bít tông thì qua Zalo tháo bô tại chỗ. Địa chỉ cửa hàng thôn 3 xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Đây, nòng trắng tinh, chưa có miếng giờ, chưa có miếng khói luôn. Chuông cháy khế là chạy xích 72, cháy khế chưa có dấu. Đây, mặt tiền bao đẹp, bị nhẹ đây tí, bãi thì không tránh được bị chóc rồi. Bô inox, tay giật trợ lực lớn. Một vòng là nữa. Bơm nhớt là nhớt trắng như tờ giấy, nước ngoài nó xài nhớt mới chứ không có như Việt Nam mình. Đi đây ốp lam, chưa có đường dây sên nào trúng hết, chưa chóc một cái chỗ nào. Đi theo cây lam na 5, lam Latin rảnh 1 ly 3, Latin siêu đẹp. Ốc là còn vàng khè luôn.